Người dân Nam Hàn biểu tình phản đối Bắc Hàn bắn tên lửa, tin từ hãng thành. Bắc Hàn đã bắn 25 tên lửa tầm ngắn xuống biển, ngoài khơi phía đông bán đảo Triều Tiên vào ngày Chủ nhật, một số lượng lớn bất thường. Nhưng Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết đó là những vũ khí lỗi thời được sản xuất cách đây khoảng 40 năm. Khoảng 100 người biểu tình đã tụ tập ở trung tâm Hán Thành vào hôm nay để biểu tình và đốt cờ Bắc Hàn cũng như hình ảnh của ông Kim Chánh Ân và tên lửa. Lãnh đạo cuộc biểu tình, ông Park Chang-sung nói cộng đồng quốc tế và Nam Hàn không thể chấp nhận hành động khiêu khích của Bắc Hàn. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn không bị cấm phóng hỏa tiễn tầm ngắn và Bình Nhưỡng thường xuyên kiểm tra kho vũ khí của mình. Miền Bắc đã giảm bớt luận điệu hiếu chiến đối với miền Nam, mặc dù đã lên án cuộc tập trận quân sự thường niên của Hoa Kỳ và Nam Hàn hiện đang diễn ra. Bắc Hàn đã tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa tầm ngắn vào hồi đầu tháng này khi cuộc tập trận chung vừa bắt đầu.